đúng là mấy thằng nhóc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bắn chưa biết ai hơn ai đâu. Mấy thằng mỏm cứ ngồi ở ngoài gáy đi rồi xem thằng nào thắng thằng nào phun biết, ăn được 5 số nhau là hay rồi, gáy lên mấy thằng nhóc.